Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với hai cây đa tại đình Dạng Phước, xã Mỹ Lệ. Tham dự lễ có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Được, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Đức và đông đảo người dân địa phương hai cây đa tại đình dạng phước có tuổi đời trăm năm hội tụ những điều kiện để được vinh danh là cây di sản việt nam ngoài những giá trị phổ quát ấy còn có giá trị cảnh quan văn hóa lịch sử là chứng nhân gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của dùng đất cần đước long an trong lịch sử dùng đất nam bộ với những giá trị đó vừa qua hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam đã quyết định công nhận hai cây đa tại đình dạng phước là cây di sản việt nam Việc công nhận cây di sản góp phần tuyên truyền giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường cây di sản, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ cây cho người dân trong cộng đồng, gắn bảo tồn thiên nhiên cũng như đánh thức tiềm năng tham quan, du lịch văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương.